Hi, Minasan, konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Nhật ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp quen N4. Và trước khi vào mẫu pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua mẫu ảnh. Hey, konnichiwa, Minasan. Các bạn nhìn thấy cái bạn nữ này thì các bạn đó đã đi ra ngoài ha. Xong rồi các bạn đó đã nhớ lại là gì? Đã để nguyên cái cửa sổ mở như vậy và đi ra ngoài mất rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ có mẫu câu là Mado aketa mama dekakete shimaimashita la. Để nguyên cái cửa sổ mở như vậy và đi ra ngoài mất rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái mẫu câu ngữ pháp là mama. Rồi để gỡ mẫu câu này thì chúng ta cùng nhau đi vào phần cấu trúc. Thì cái mẫu câu mama thì chúng ta sẽ có động từ để ta hoặc là để nai cộng cho mama các bạn ha. Rồi tiếp theo là tính từ đuôi y thì chúng ta vẫn giữ nguyên và cộng cho mama. Rồi nếu mà tính từ đuôi na thì chúng ta vẫn giữ nguyên là na mama các bạn. Rồi nếu mà là danh từ thì chúng ta sẽ thêm no vào là no mama is cut. Rồi ý nghĩa của mẫu cấu trúc này là gì các bạn? Đúng rồi, là để nguyên, giữ nguyên, cứ như thế, giữ nguyên cái trạng thái ha các bạn ha. Rồi để hiểu rõ hơn cái mẫu câu này thì mình sẽ có một câu ví dụ dành cho các bạn. Đó là gì? Chichi wa megane o kaketa mama nemasta. Thì câu này dịch sao các bạn? Đúng rồi ha. Thì bố của tôi là gì? Để nguyên đeo cái kính như vậy và đi ngủ ha. Ví dụ các bạn, hay mua chữ đổi thì gần ra Chichi wa megane o kaketa mama nemasta. Hay gì đấy các? Rồi để hiểu rõ mẫu chút này chúng ta cùng nhau đi qua phần luyện tập. Hay Sasuke Renshu Shimasho. Hay Kono, hãy làm việc được rồi sai. Rồi các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì các bạn thấy là các bạn nam này đang đi tắm đúng không các bạn? Đúng rồi, nhưng mà bạn đó đã gì để nguyên cái kiếm như vậy, đeo cái kiếm nguyên như vậy và lỡ đi tắm mất rồi đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Megane o kaketa mama sawa o abite shimaimashita. Megane o kaketa mama sawa o abite shimaimashita. Là gì? Để nguyên cái kiếm đeo như vậy và lỡ đi tắm mất rồi các bạn ha. Rồi, mochi doi tekurasai. Megane o kaketa mama sawa o abite shimaimashita. Hai, ii desu ka? Hai, tsugi no renshu shimashou. Hai, kono o yame kudasai. Rồi, các bạn nhìn vào bức tranh này thì các bạn đang thấy cái điều gì đặc biệt ha? Đúng rồi, là gì? Cái cửa sổ nó đang gì? Mở, để nguyên mở như vậy ha. Và bạn đó là gì? Đi ngủ đúng không bạn? Đi ngủ đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Mado aketa mama nemasta. Ai ii desu ka? Hai, mochi doi tekurasai. Mado aketa mama nemasta. Hai, ii desu ne? Là câu này dịch là sao các bạn? Đúng rồi, là gì? Để nguyên cái cửa mở như vậy và đi ngủ. Hai các bạn ha. Ii desu ka? Hai, tsugi no renshu. Rồi các bạn nhìn vào bức tranh này thì sao ta? Đúng rồi, chúng ta sẽ có mẫu câu là Kutsu no mama hairanai de kudasai. Kutsu là danh từ đúng không các bạn? Thì chúng ta thêm no ở đằng sau là chúng ta sẽ có mẫu câu là Kutsu no mama hairanai de kudasai. Ii desu ka? Hai, mochi doi tekurasai. Kutsu no mama hairanai de kudasai. Hai, ii desu ne. Hai, tsugi no renshu shimashou. Hai, kono e o mite kudasai. Rồi các bạn nhìn thấy cái bạn nữ này thì bạn nữ này đang gì ta? Đúng rồi, đang ngủ, nhưng mà bạn đó là gì? Để nguyên cái tivi mở như vậy và lỡ đi ngủ mất rồi thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? Đúng rồi, thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Terebi o tsuke ta mama nete shimaimashita. Ii desu ka? Hai, mochi doi tekurasai. Terebi o tsuke te mama nete shimaimashita. Hai, ii desu ne? Câu này dịch sao các bạn? Terebi o tsuke ta mama thì cái câu này mình dịch là để nguyên cái tivi mở như vậy và đi ngủ mất rồi ha. Nete shimaimashita, lỡ đi ngủ mất rồi ha các bạn. Ii desu ka? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và để củng cố cái mẫu ngữ pháp này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới. Và các bạn hãy nhớ làm bài tập, nếu bạn nào đạt 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin cho đội ngũ giáo viên của Nhật ngữ Hoa Sen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mata kudo negashimasu.